Dạ em xin chào tất cả quý con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858 335 778 nhé. Dạ thì tối hôm nay thì đến hẹn lại lên bà con. Thì em lên cho mọi người một số cái phụ tùng của các cỏ Nhật Bãi nữa. Thì hôm nay em về cũng khoảng được vài trăm cái chụp giật các cỏ nè. Thì nó cũng có nhiều model, nhiều hãng khác nhau bà con. Thì mọi người xem coi cái nào sử dụng gia đình mình thì cứ alo cho em ha. Thì tất cả đây là hàng Nhật Bãi hết, hàng tháo máy ha. Thì những cái dòng này sử dụng cực kỳ là bền. Thì nói chung là bà con mình có các con máy thì sử dụng mình cũng không biết khi nào nó hư cái chụp giật. Nhưng mà nhiều khi máy bãi hư là kiếm không ra nha. Thì hôm nay em về cũng được trên 100 cái. Chính xác là gần 200 cái nha. Thì bà con mình theo dõi video ha. Thấy cái nào nhà mình đang cần á thì cứ alo cho em nha. Thì giá mấy con này dao động từ 30.000 cho tới 100 trăm ngoài hắn tùy theo con ha. À, cái đầu tiên là những cái sợi dây giật nè, cũng hàng tháo máy luôn, một sâu và 10 cái nha, có tay giật sẵn luôn, có dây giật Nhật Bãi sẵn luôn đó. Thì những cái chụp giật như thế này nè, cái nào mà bị bể thì phải gỡ lấy tay giật, lấy bu đi giật vào con đó. Cái chai nhưng mà nó cực kỳ bền nha. Đây, một sâu như vậy là 10 cái. Thì đây chắc cũng khoảng được cỡ trăm trăm ngoài mà con. Thì một bộ như thế này là 10.000 nha. Có cái tay giật và cả có cái cọng dây luôn. 10.000 một cái như thế này. Một sâu là 10 cái. Thì này anh em thợ có sử dụng cái alo cho em ha. Chứ dân mình xài biết khi nào hết cái đống đó. Dạ rồi thì trước mắt mọi người là một cái lô chụp giật sử dụng cho máy cắt cỏ Nhật Bãi. Thì có nhiều thương hiệu như là Echo, Ryobi, Kyurit, Shinewa, Mitsubishi, Komatsu, Maruyama, Tanaka, Robin, Austin. Nói chung là cũng nhiều lắm bà con. Thì nó không có đủ hết tất cả những model, những cái dòng cắt cỏ Nhật Bãi đâu. Thì lúc trước em có làm những cái video á, thì để giới thiệu bà con mình số lượng khủng luôn cái chụp giật như thế này nè. Thì hôm nay tiếp tục nó cập nhật bà con. Thì bà con cần cái mẫu nào á thì cứ chụp hình gửi Zalo cho em ha, em sẽ tìm cho mọi người ha. Hoặc là chụp cái màn hình mà khi em đang giới thiệu từng cái chụp giật nè, thì để bà con mình biết bên em có những gì nha. Thì nói chung là bên em cái chụp giật Nhật Bản này khá là nhiều. Thật sự nếu mà giờ tính hết trong kho em thì chắc cũng khoảng cỡ 800 cái trong ít, cả 700 800 trong ít đâu, tại đây không gần 200 rồi, còn trong kho nó phải nói là vô địch. Nhưng vậy mà nó cũng không đủ bà con, vẫn có trường hợp khách đến mua không có chụp giật. Phải nói là hàng Nhật Bãi thì nó quá trời, nó mênh mông, nó đại hải luôn, rất là nhiều loại, rất là nhiều dòng đó. Thì nơi em lên nè thì để cập nhật thôi, chứ còn ngoài ra bà con mình cần gì thì cứ gửi hình nha, để em tìm cho mình nha. Rồi bên đây là một số chụp giật Echo nè, của dòng Echo Ruby nè ha. Đó, này trợ lực nha, bốn chấu trái khế nè. Ruby này sử dụng cho mấy con Ruby xanh với Ruby vàng đó. Bà con mình nhìn cái hình dạng là bà con biết rồi ha. Rồi cái này là những cái dòng Kyurit Echo nè, 253 rồi ha, 251 rồi chứ, dòng Kyurit 260, 230 rồi nè. Ruby Echo lại nhiều quá ha. Cái này thì giá nó tốt rồi, giá nó rẻ rồi, vài chục ngàn một cái nè. Echo xanh nè, cũng dạng như vậy luôn mà Kyurit nó chắc 209 nữa. Echo trắng rồi ha, quá là nhiều. Thì đa phần này sử dụng chung được nhiều lắm rồi. Bà con mình cứ xem màn hình mình có gì thì chụp lại thôi ha. Đây cái loại loại thường không phải trợ lực nè. Cái này của Echo 230 260 thường. Con này là con Echo sử dụng cho mấy cái dòng 2000 rồi ha. Hoặc là sử dụng cho Echo 240 không trợ lực, xài quét sắt. Đây, 251 Kyurit Echo xanh, 251
xanh. Cái này mấy con echo trắng sử dụng cũng được nè, trợ lực luôn. Nhìn nó cũng kêu rít nè, trợ lực nè, một giới thiệu một lò xo. Thì bên đây là phần của echo kêu rít nè. Cái này có 251 có còi xả nha. Mấy cái đầu cổ nè. Cái này bà con mà lấy gì cái bu dựt này xài được nha, xài cho những cái dòng cây rít hay dòng cưa nữa nè. Không trợ lực cái chỗ 260 không trợ lực 51. Cái này khu này là khu echo, để riêng một bên này nè. Còn bên này là thập cẩm nè, Mitsubishi T110 là T170, T200 xài chung. Kawasaki dòng này cực kỳ hiếm nè, Kawasaki TH 2336, Makita MEM 23 26. Này Mitsu này là dán tem mà không phải mà con. Mà giống dòng TD Rubico Matsu Robin 250. Mitsu này toàn là chụp nhôm nha, máy này chắc lắm. Và T110 Shinewa là chung với G2KC, T140 Kawasaki TG X55 nữa, Makita MEM Shinewa. Này là Komatsu Kubota. Này là Maruyama GKB26 trợ lực. Này là Mitsu TL20. Cái này còn rất là nhiều nha, Tanaka AT250 G2KC. Cái này xài chung với Shinewa nữa nha bà con. Nè, cái này là Maruyama 2326. Có thể là thay thế cho những cái dòng chụp chụp bạc ha, Shinewa. Xin đi qua luôn Mitsu T100. Bộ dịch con này sử dụng chung khá là nhiều dòng nha. Này là 260 34 ly, này Trung Quốc rồi, Nhật Bản mà vẫn có Trung Quốc la vô. Xin đi qua. Cái này S20 rồi, Kawasaki. Kawasaki gọi là Kawasaki Robin NB232 ha. Makita M256. Này Tanaka cái dòng này sử dụng nhiều được không? Tanaka Power. Đồ cổ luôn. Giờ này cũng nhiều nè. Tanaka nè. Này sản xuất từ Trung Quốc nè. Hàng Nhật Bản nha. Maruyama. Tanaka trợ lực nè. Komatsu Zenno. Này TG TD Mitsu T100 Komatsu 26 23 Atin 2002. Này TD 24 TD 33 Kawasaki UB TL20 Atin FS26 NL. Đây con này là Shinewa Komatsu sử chung Ribicom. Có nhiều cái nó khác cái tem nhờ, sự nó là thứ nhưng mà con nè. Makita MEM 26 Maruyama 227 đồng 33 lưu á. Cơm Ruby Robin NB281. Robin chùa vậy quá. Kawasaki. Đây có con Rabbit nè, Robin. Này hiếm nha. Honda này ít tin nha. Đây có một con đồ cổ nè. Thì đây là một số cái phụ tùng dập dực á, cho mấy cái cỏ Nhật Bãi á.
thì bà con xem trên video nha, xem cái nào mình đang cần sử dụng thì cứ báo em ha. Thì bên kho còn rất là nhiều mẫu nha, thì bà con mình muốn mua những cái chụp giật Nhật Bản như thế này á thì cứ chụp màn hình thêm đang giới thiệu nè, hoặc là chụp lại cái chụp giật mình cần á, gửi qua Zalo giúp em ha. Ví dụ như bà con mình không biết con máy mình là máy gì thì cứ chụp giúp em cái mặt trước nè ha, xong bà con mình quay lại chụp cái mặt sau để em xem cái bu ly giật á, để em lấy cho chính xác à. Ví dụ như trường hợp có nhiều con bu liệt của mình là 4 chấu, nhưng mà có con thì nó lại xài 2 chấu hoặc là xài khía bà con, nên bà con mình trước khi mua phải chụp giúp em 2 mặt nha cho nó ok nha, chứ nhiều khi gì lắp nó vừa nhưng mà con chó nó không bắt được á thì sử dụng cũng không có ok nha. Đây là một số cái cập nhật về những cái chụp giật sử dụng cho máy cắt cỏ Nhật Bản á, thì bà con có nhu cầu có quan tâm thì cứ alo với em ha, gửi hình trực tiếp qua số Zalo 0858 335 778 ha, thì em sẽ xem và phản hồi cho bà con thời gian sớm nhất ha. Thì cái số Zalo đó là số mở nha bà con, số mở thì bà con mình cứ việc là tìm trên cái điện thoại mình á, cái phần dấu cộng ở trên đó mình bấm lên góc phải trên cùng á, bấm dấu cộng, bấm vô thêm bạn, xong mình nhập số điện thoại vô 0858 335 778 ha. Rồi tìm ra Thành Thịnh Nông Cơ, xong rồi con mình nhấn vô cái mục là tin nhắn á, mình chụp màn hình gửi đó ha, là xong. Chứ đừng có đợi đồng ý kết bạn nha, tại vì danh sách bạn nó khá là nhiều rồi, khi bà con gửi lời mời kết bạn thì em cũng không có đồng ý được nha, tại vì nó không có cho phép vượt quá ngưỡng rồi đó, nên mà con mình cần cứ gửi hình, em sẽ tìm cho mình báo và trả lời mình trong thời gian sớm nhất. Dạ rồi, em xin chào ha, chúc mọi người buổi tối tốt lành ạ. Cửa hàng Thành Thịnh Nông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.